nhằm hướng đến đại hội thể dục thể thao cấp quận. Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Ngọc Viễn Đông vừa qua đã tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp trường dành cho các em học sinh khối Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông. Với cơ sở vật chất hiện đại, hoạt động ngoài giờ lên lớp được nhà trường chú trọng tổ chức để rèn luyện những năng khiếu khác nhau của học sinh theo mô hình câu lạc bộ cờ vua, câu lạc bộ cờ tướng. Đại hội thể dục thể thao câu lạc bộ cấp trường là điều kiện để các em cọ sát với nhau, là cơ hội để các em bộc lộ những năng khiếu của mình. Đại hội thể dục thể thao cấp trường diễn ra với các môn thi cờ tướng, cờ vua, cầu lông, bóng đá và bóng rổ. Môn thi cầu lông diễn ra với các phần thi đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ, với sự tham gia của các đại diện lớp thuộc các khối trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đại hội được diễn ra đầy sôi nổi trong không khí lao ó, cổ vũ đầy nhiệt tình từ phía khán giả và thành viên của các khối lớp tham gia thi đấu. Ngoài ra, cờ vua diễn ra trận chung kết giữa Ngọc Duy lớp 8 và Minh Đức lớp 10C đầy căng thẳng và phần thắng thuộc về Ngọc Duy. Song song là trận chung kết môn cờ tướng diễn ra giữa Gia Bảo lớp 10A và Thành Long lớp 10C và phần thắng thuộc về Gia Bảo. Tiếp theo là môn bóng đá. Các khối lớp bốc thăm, chia bảng và thi đấu đá theo thể thức bóng đá mini của Liên đoàn Thể dục Thể thao. Mỗi trận 2 hiệp, 20 phút trên 1 hiệp, nghỉ giữa hiệp 5 phút. Các cầu thủ đến từ các khối lớp đã có những màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu cấp trường. Các lớp tham gia giải bóng đá đã có sự chuẩn bị, luyện tập tốt, đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, trung thực trong thi đấu và tinh thần chơi bóng đẹp. Hai tập thể lớp xứng đáng nhất để trải qua vòng loại, vòng bán kết đầy cam go để vào trận chung kết đó là tập thể lớp 11A và lớp 10B. Và cuối cùng chức vô địch bộ môn bóng đá mini cấp trường thuộc về tập thể lớp 10B.